Hoàng đế làm siêu trộm, muốn thành đại sự khó lắm thầy. Hoàng đế trộm đồ, điều này nghe có vẻ lạ. Thiên hạ bao la, nơi nào không là của thiên tử, vì sao còn phải đi trộm? Câu chuyện lịch sử dưới đây sẽ cho chúng ta những luận giải sâu sắc về một vị hoàng đế đang bước vào giai đoạn suy vi của triều đại. Vào thời Hán Thuận Đế, trong triều có Lương Thái Hậu thâu tóm quyền lực, vậy nên phe cánh nhà họ Lương đã gần như thao túng triều đình. Sau khi tướng thần Lương Ký đầu độc chết Hán Chất Đế Lưu Toản, hắn liền tiến cử Lưu Chí, khi đó mới 15 tuổi, lên làm hoàng thượng. Sau đó lập tức ép gả em gái cho Lưu Chí để trở thành hoàng hậu, tiếp tục thâu tóm triều chính. Không dừng lại, Lương Ký còn yêu cầu Lưu Chí hạ chiếu, phong cho hai người em của mình làm liệt hậu. Từ đó ở phía sau thao túng, một mình xưng bá thống lĩnh triều đình. Văn võ bá quan khắp triều đều nhìn thấy, trong lòng căm hận nhưng không dám nói ra lời. Lại nói đến Lưu Chí, sau khi lên ngôi, ông suốt ngày chơi bời lêu lỏng, tay chân thì tái máy, thích ăn cắp vặt. Trong triều, ngoại trừ phủ của Lương Ký Sa, các quan thần còn lại ai cũng ít một lần bị Lưu Chí đến trộm đồ. Nhưng có một điều kỳ lạ là mỗi lần trộm về, ông đều ghi chép lại cẩn thận những đồ vật đã lấy, sau đó cất chúng trong một căn phòng bí mật. Một hôm, Lưu Chí thay quần áo thường dân dạo trên phố, đi ngang qua một quán trà đang tiện trên đường nên ghé vào. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy hai người ngồi bên cạnh bàn tán về mình, nói rằng hoàng đế là một kẻ trộm. Thật là chuyện kỳ lạ, lại còn gièm pha quân vương nhu nhược trước cái uy của đại thần. Đại tướng quân Lương Ký chỉ cần ho một tiếng là săn phẳng cả sóng cao ba thước, hoàng thượng làm gì dám đến đó để trộm. Lưu Chí tức giận, liền lấy ra con ấn đặt lên bàn và nói: ta chính là đương kim vạn tuế đây, vài ngày nữa sẽ tới Lương phủ trộm đồ, các ngươi hãy chờ mà xem tài năng của trẫm. Vài ngày sau, vào một đêm nọ, Lưu Chí dùng vải đen che kín mặt và mặc một đồ y phục đen, âm thầm ra khỏi hoàng cung, chạy thẳng tới Lương phủ, lẻn vào sân sau và đi thẳng vào thư phòng. Khi vừa cậy cửa ra, lập tức đèn sáng rực, hàng chục người từ đâu mai phục sẵn chạy ra, đao gậy lao tới, ấn Lưu Chí xuống đất, tay đấm chân đá. Lương Ký đợi cho thuộc hạ ra tay xong mới bước tới, xé tấm vải đen che mặt và buông lời giễu cợt: hoàng thượng đến dinh thự, sao không nói thần một tiếng, làm long thể phải chịu nắng thế này. Lưu Chí bèn nói: tiết lộ với khanh thì còn gì gọi là ăn trộm. Hôm nay rơi vào cảnh này là do kỹ năng trộm của ta không tốt, vài ngày tới trẫm sẽ quay lại. Sau khi phái người đưa hoàng thượng hồi cung, Lương Ký nói với thuộc hạ thân tín rằng khi còn bé, Lưu Chí bị thương, chân trái đi khập khiễng, lần sau hắn ta tới thì không cần ngăn cản, để hắn ta tùy tiện muốn làm gì thì làm. Vài ngày sau, một người mặc đồ đen chân đi khập khiễng lại đến. Thuộc hạ mai phục ở Lương phủ thấy vậy nên không thèm ngăn cản, chỉ cười nhạt khinh khi. Một tháng sau, Lưu Chí triệu kiến Lương Ký vào cung, nói rằng có chuyện cần bàn bạc. Lương Ký vừa bước vào cổng lớn đã bị lính ngự lâm từ hai phía xông ra vây bắt, đưa lên triệu. Không còn là dáng vẻ như năm nào, Lưu Chí nghiêm mặt quát: Lương Ký mưu đồ tạo phản, tội ác tày trời, nhốt vào tử lao, sau mùa thu xử trảm. Lương Ký hét lớn: hoàng thượng nói thần mưu phản, người có bằng chứng không? Lưu Chí nghiêm nghị: sau khi ngươi tiến cử ta làm hoàng đế, chẳng bao lâu đã có người mật báo với ta việc ngươi hại chết tiên đế.
ta ngoài mặt giả vờ là cái hồ đồ, một là để ngươi lơ là, hai là để sau này có thể tới phủ của ngươi lấy về những bằng chứng. Ta trộm đồ của người khác đều có ghi chép rõ ràng là để sau này trả lại cho họ. Hôm đó ta đã cố tình sắp xếp hai người bàn luận chuyện ta ăn trộm, cố ý phao tin để ngươi có sự chuẩn bị, có thể không hại đến tính mạng của ta. Thật ra ta chỉ là thăm dò. Lần thứ hai là một cao thủ đống thế đã dễ dàng lấy được bằng chứng phạm tội của ngươi. Lão tặc, ngươi còn lời gì để nói không? Lương Ký tức giận hét lên: Không ngờ ta hơn chục năm nam chinh bắc chiến mà bị một đứa trẻ hơn 10 tuổi từng bước đưa lên đoạn đầu đài. Nói xong, đột nhiên máu tươi từ trong miệng trào ra, lập tức tuyệt khí mà chết. Hoàng đế giả điên để diệt trừ loạn thần tặc tử, có lẽ là chuyện xưa nay hiếm trong lịch sử. Là bậc quân vương sinh ra trong thời kỳ phe cánh Thái Hậu và Hoàng Quang Lộng Hành, hán hoàng đế Lưu Chí vì để tránh khỏi thân phận buồn nhìn, cứu vãn Hán thất, đã buộc lòng phải cúi đầu nhẫn nhịn giả điên giả khờ. Ô cũng nói rằng những người làm việc lớn không nên quá câu nệ tiểu tiết, có thể biết co biết duỗi, thậm chí phải biết cúi mình khi cần. Dẫu cho không thắng nổi thế suy tàn của triều đại thì cũng là thắng được một nước cờ. Dẫu cho không thoát khỏi vận mệnh nước nhà thì cũng là đã nỗ lực hết mình.